Việt Nam bất ngờ đề xuất xây siêu kênh đào lớn gấp 10 lần kênh đào Phủ Nam, khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Mến chào quý vị đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, dự án kênh đào Phủ Nam Tê Châu được xem là một trong những dự án gây tranh cãi nhất gần đây. Trước việc Campuchia chờ xây dựng kênh đào Phủ Nam gây ảnh hưởng lớn đến đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu thảo luận thêm để giảm thiểu tác động xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, Campuchia vẫn kiên quyết thi công con kênh này bằng mọi giá. Trước tình hình đó, nhiều người Việt Nam nhận ra rằng chúng ta cần có một công trình tầm cỡ để đáp trả tham vọng của chính quyền ông Hun Manet khi quyết tâm xây kênh Phủ Nam. Trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, bên cạnh dự án cầu vượt biển Phú Quốc, thông tin về một siêu dự án khác cũng đã được cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng. Và một khi nó được triển khai, đấy có thể là một đòn đánh chí mạng đối với tham vọng xây kênh đào của Campuchia nhằm bóp nghẹt đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Vậy cụ thể, siêu dự án đó là gì? Tính khả thi của nó ra sao? Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị thân mến, đã có nhiều ý kiến đưa ra về việc ứng phó với các ảnh hưởng từ công trình phía Campuchia. Trong đó có quan điểm cho rằng Việt Nam có thể xây dựng các công trình lớn như cầu vượt biển hay kênh đào. Một trong những đề xuất được bàn luận sôi nổi nhất là xây cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc, xây siêu đập chặn phía dưới điểm gốc của sông Sở Thượng chảy về sông Mekong, hoặc đào kênh từ vùng Tây Nguyên dẫn nước về đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều người Việt Nam cho rằng nếu Campuchia kiên quyết làm kênh đào Phủ Nam, Việt Nam cũng cần phải có một công trình tương xứng về quy mô, tầm ảnh hưởng kinh tế, quân sự và xã hội. Một siêu công trình như vậy không chỉ có giá trị thực tiễn với người dân địa phương, mà còn mang tầm vóc đối ngoại, lòng tự tôn và khát khao phát triển dân tộc, cùng niềm tin vào sự toàn vẹn chủ quyền đất nước. Đây là tín hiệu tích cực cho giới chức lãnh đạo, vì sẽ rất đáng buồn nếu các vấn đề liên quan đến sinh kế và an toàn của người dân bị bỏ mặc. Những ý kiến luận bàn không gây kích động, thể hiện ý nguyện của mỗi người và nên được lắng nghe tôn trọng. Tất nhiên, những người có trách nhiệm sẽ phải phân tích sâu hơn về tính thực tế và hiệu quả của các đề xuất này. Người Việt không ngần ngại nghĩ đến những công trình tầm vóc thế kỷ. Ý tưởng xây cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc đã ra đời trước khi Campuchia tính chuyện đào kênh Phủ Nam. Thậm chí đã từng có đề xuất xây dựng siêu kênh đào Đông Dương, dẫn nước Mekong vượt dãy Trường Sơn, đổ vào sông Thạch Hãn. Khi kênh đào Phủ Nam bắt đầu gây áp lực, ý tưởng về cây cầu này lại được nhiều người trông đợi, khiến không ít người lầm tưởng đây là dự án đã được nhà nước phê duyệt và sớm khởi công. Thực tế, câu chuyện về cây cầu vượt biển này chỉ là ý tưởng của một nhóm sinh viên ngành giao thông vận tải. Họ đề xuất xây dựng cây cầu dài nhất thế giới lên tới 45 km trong một báo cáo tốt nghiệp. Ý tưởng này được khen ngợi vì tính độc đáo và táo bạo, nhưng vẫn chưa khả thi, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại. Xét về vai trò quân sự và quốc phòng, Phú Quốc và Hà Tiên đều có vị trí địa chiến lược quan trọng với Việt Nam. Nếu có chiến tranh, hai điểm này là nơi gần nhất trên biển phía Tây Nam để hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành thế trận liên hoàn. Một cây cầu kết nối hai khu vực sẽ rất thuận tiện cho lưu thông binh lực. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể chính xác theo các học thuyết quân sự từ nhiều thập kỷ trước. Xây dựng cầu vượt biển Phú Quốc - Hà Tiên với chiều dài lên tới 45 km không chỉ tốn kém hàng tỷ đô la, mà còn trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các tên lửa tầm xa. Những động thái của quân đội Việt Nam cho thấy việc xây dựng cây cầu dài nhất thế giới không nằm trong kế hoạch bảo vệ Phú Quốc. Thay vào đó, Việt Nam chú trọng hơn vào phòng thủ tại chỗ và duy trì tuyến hàng không quân sự Phú Quốc rạch giá. Với chiều dài 120 km, Phú Quốc đã là sân bay quân sự loại 2 và cảng hàng không rạch giá là sân bay quân sự loại 3, giúp tạo điều kiện cho liên vận quân sự trên không khi cần thiết. Xét về kinh tế, xây dựng cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc sẽ tiêu tốn khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương gần 4 tỷ đô la Mỹ. Với con số khổng lồ này, phương án dùng vốn ngân sách là bất khả thi. Gọi vốn xây dựng theo hình thức Public-Private Partnership cũng gặp nhiều khó khăn khi không có doanh nghiệp nào dám đầu tư vào dự án này. Việc thu hút vốn đầu tư quốc tế, dù từ Mỹ, Nga hay Trung Quốc, đều gặp nhiều trở ngại về chính trị và chiến lược. Mỹ có thể chỉ đầu tư nếu được đồng ý đặt căn cứ quân sự, trong khi Nga đang bận tâm ở Ukraine. Đáng lo ngại nhất là nếu Trung Quốc trở thành chủ đầu tư của dự án này, điều đó sẽ tạo ra áp lực không nhỏ đối với Việt Nam vì Trung Quốc đang tìm cách gây sức ép thông qua Campuchia.
Tuy nhiên xác suất này rất nhỏ và Việt Nam sẽ không dễ mất cảnh giác. Hơn nữa, bài toán kinh tế cho thấy rằng việc hoàn vốn từ dự án cầu này là rất khó khăn. Vì vậy, biến ý tưởng xây cầu Phú Quốc - Hà Tiên thành hiện thực và trở thành niềm tự hào của vùng Tây Nam Bộ vẫn là một thách thức lớn và khó khả thi trong hiện tại. Trước những khó khăn trong việc triển khai dự án cầu vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc, Việt Nam đã đưa ra một đề xuất táo bạo hơn, đó là xây dựng siêu kênh đảo Đông Dương. Tương lai có thể xuất hiện một kênh đảo mới mang tên Đông Dương từ sông Mekong ở Lào chảy về Trung Việt Nam. Đề xuất này là tâm huyết của nhà khoa học địa chất Phạm Văn Quang, người từng giữ vị trí Viện trưởng Viện Địa chất Môi trường. Ông Quang được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá cao, thậm chí còn thừa nhận rằng ông Quang hiểu biết về hệ thống sông ngòi nước họ hơn cả họ. Câu chuyện về đề xuất táo bạo của ông Quang bắt đầu vào tháng 3 năm 1982 trong một chuyến khảo sát để vẽ bản đồ tại Quảng Trị. Ông đã phát hiện một vết đứt gãy tuyệt vời ở dãy Trường Sơn tại làng Cát, nơi sông Giào Quán lượn qua. Độ cao của khu vực này so với mực nước biển chỉ là 14 mét. Bên kia biên giới, sông Sê Băng Hiên của Lào lượn sát vào biên giới Việt Nam, cách làng trại chỉ 14 km theo đường chim bay. Tiến sĩ Quang đã nảy ra ý tưởng chỉ cần đào một con kênh dài 14 km nối liền hai dòng sông, sau đó đắp một con đập trên sông Mekong. Nước sông Mekong sẽ dâng cao và chảy ngược về đông theo dòng Thạch Hãn tuôn ra cửa Việt. Lợi ích của dự án này sẽ cực kỳ to lớn. Nguồn nước dồi dào từ sông Mekong sẽ tưới mát cho toàn bộ vùng Quảng Trị và đồng bằng Bắc miền Trung vốn thường xuyên khô hạn, trong khi lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị triệt tiêu. Tuy nhiên phải 10 năm sau, tiến sĩ Quang mới có thể bắt đầu cụ thể hóa quá trình nghiên cứu dự án. Năm 1992, khi được Lào mời sang vẽ bản đồ địa hình địa chất và nước sông Mekong để xây dựng đập thủy điện Nậm Thơm, ông đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu và thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết cho dự án. Sau gần 10 năm nữa, ý tưởng của ông đã định hình thành một dự án hoàn chỉnh và khả thi. Vào mùa khô, sông Sê Băng Hiên đổ vào sông Mekong tại độ cao 135m, chỉ chênh lệch 40m so với độ cao 175m của đoạn chảy qua làng trại. Chỉ cần đắp một con đập cao từ 80 đến 100m, dòng Sê Băng Hiên sẽ phải đổi chiều. Theo tiến sĩ Quang, với sự điều chỉnh của con đập này, khoảng 25-30% lượng nước sông Mekong sẽ được chuyển vào sông Thạch Hãn, tương đương 26,1 tỷ mét khối nước trong 40 ngày cao điểm lũ. Việc cắt lũ này sẽ giúp giảm 10.000 mét khối nước mỗi giây trong những ngày đỉnh lũ ở sông Tiền, sông Hậu. Đỉnh lũ xuống từ 1 đến 2 mét sẽ giúp giảm thiểu đáng kể những thiệt hại do lũ gây ra cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời vẫn giữ được nguồn lợi từ việc bồi đắp phù sa và khai thác thủy sản cho vùng nông nghiệp Tây Nam Bộ. Với trình độ và phương tiện thi công của thế kỷ 21, việc xây dựng kênh đào Đông Dương dài 14 km nối sông Sê Băng Hiên với sông Thạch Hãn là hoàn toàn khả thi. Theo kỹ sư cao cấp và chuyên gia địa chất công trình Hoàng Khắc Bá, do vết nứt gãy địa chất địa hình của toàn bộ vùng biên giới Việt-Lào chỉ gồm một dãy đồi núi thấp, điểm cao nhất cũng chỉ 365m, địa hình không quá hiểm trở. Phía làng Cát địa hình càng thấp hơn, chỉ cao 408-410m. Tại điểm tiếp giáp giữa kênh đảo Đông Dương và sông Thạch Hãn, cao độ này chỉ còn 14m chênh lệch so với cao độ 175m của sông Sê Băng Hiên tại điểm sát làng trại từ 90-120m. Điều này tạo điều kiện lý tưởng để Việt Nam có thể xây dựng thêm một nhà máy thủy điện tầm cỡ. Sau nhiều lần điều chỉnh và chỉnh sửa vào năm 2000, dự án trị thủy dòng Mekong cũng chính thức được trình lên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Chính phủ và nhiều cơ quan có liên quan khác. Sau đó nhiều cuộc hội thảo khoa học về đề tài này đã được tổ chức, dù có nhiều ý kiến khen chê, các ý kiến hội thảo đều đồng ý rằng công trình hoàn toàn mang tính khả thi và có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất vẫn là kinh phí xây dựng khổng lồ. Tiến sĩ Quang tính toán rằng khối lượng đất đá phải bóc đắp để xây dựng các con đập và cải tạo lòng sông Sê Băng Hiên lên tới từ 700 đến 800 triệu mét khối. Nếu được thực hiện, nó sẽ là công trình tốn kém nhất của Việt Nam từ trước đến nay, với tổng kinh phí từ khoảng 6 đến 8 tỷ đô la Mỹ. Đó là số tiền của đầu những năm 2000, còn hiện nay, nhân với mức trượt giá khoảng 1,8 lần của đồng đô la Mỹ, thì số tiền để đầu tư siêu công trình này
sẽ phải từ 10,8 đến 14,4 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số mà bất kỳ nhà hoạch định chính sách nào ở Việt Nam nghe thấy cũng phải choáng váng. Hơn nữa, kể cả khi Việt Nam thông qua, thì siêu dự án này sẽ phải đối mặt với hàng loạt yêu cầu giải trình từ phía các quốc gia liên quan. Đó là điều tự nhiên thôi. Tại sao khi chúng ta yêu cầu Campuchia tham vấn về kênh Phủ Nam thì các nước khác lại không có quyền đòi hỏi tương tự về kênh đảo Đông Dương? Dù rằng khi viết về đề án tâm huyết của mình, ông Quang đã khẳng định kênh đảo này sẽ giúp chế ngự lũ cả vùng biển hồ Tonle Sap, giúp Campuchia tránh được ngập úng trong mùa lũ, tạo ra thêm không dưới 10.000 km2 đất canh tác, toàn vùng Đông Bắc Thái Lan, nước Lào và một phần Myanmar sẽ có thêm một con đường thủy ngắn và thuận lợi để tiến ra Biển Đông. Công trình trên lý thuyết có thể nhìn thấy được sẽ tạo ra một cú hích, thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho cả một tiểu vùng sông Mekong rộng lớn. Tuy nhiên, những lý thuyết này có thuyết phục được các quốc gia lân bang hay không thì là một điều chưa ai dám khẳng định. Cứ tưởng rằng dự án siêu kênh đảo Đông Dương đã đi vào quên lãng, nhưng mới đây nó lại được nhắc đến trên nghị trường Quốc hội. Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, đoàn Nam Định đã phát biểu với tầm nhìn xa: "Tôi đề nghị chúng ta cần có ý tưởng chủ động cho tương lai như xây dựng một kênh đảo mới, đơn cử là kênh đảo Kara, xuất phát từ Nam Thái Lan, hướng tuyến ngang qua đảo Phú Quốc của nước ta. Tương lai có thể xuất hiện một kênh đảo mới mang tên Đông Dương từ sông Mekong, Lào trở về miền Trung Việt Nam, với điểm xuất phát tại đoạn sông Sê Đăng Hiên nối với phần sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Con kênh tương lai này chỉ có khoảng 14 km nếu đi theo đường chim bay." Đại biểu Kim nhấn mạnh rằng kênh đảo Đông Dương trong tương lai sẽ đem lại nhiều lợi ích, không chỉ từ nguồn tài nguyên nước cho phát triển nông nghiệp, mà còn phát triển giao thông vận tải và dịch vụ du lịch cho cả vùng bán đảo Đông Dương. Điều đại biểu Kim nói chính là điều tiến sĩ Quang đã trăn trở từ 45 năm trước. Nếu tiến sĩ Quang nghe được những lời này, vị tiến sĩ từng bị mang tiếng là gàn dở, chắc chắn sẽ cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Tuy khi nhìn vào thực tế, những siêu công trình như kênh đảo Đông Dương hay cầu vượt biển Hà Tiên Phú Quốc vẫn là quá tầm với Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Để thiết thực hơn, Việt Nam có lẽ nên hướng vào những dự án thực sự cấp thiết và có thể tự chủ về vốn, tránh phụ thuộc vào sự chi phối của ngoại bang. Nhưng không thể phủ nhận rằng những công trình vĩ đại luôn bắt nguồn từ những ý tưởng táo bạo. Hy vọng rằng Việt Nam sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt trong bối cảnh căng thẳng này, để giúp đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững lâu dài, chứ không chỉ chạy theo những lợi ích trước mắt. Quý vị thân mến, trên thực tế tại Việt Nam cũng đã có không ít những dự án với quy mô siêu khủng, trở thành niềm tự hào của quốc gia. Trong đó gần đây không thể không kể tới siêu dự án sân bay Long Thành, sân bay lớn nhất Việt Nam với chi phí lên tới gần 20 tỷ đô. Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại huyện Long Thành, Đồng Nai, có tổng diện tích gần 5.000 ha và tổng mức đầu tư lên tới gần 20 tỷ đô la, hơn 336.630 tỷ đồng. Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sau khi hoàn thành xây dựng, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất cả nước. Theo tờ báo hàng đầu Úc Newscom.au cho biết, sân bay mới khổng lồ tổng vốn đầu tư gần 20 tỷ đô tại Việt Nam, điểm đến đáng được du khách Úc yêu thích, dự kiến sẽ trở thành trung tâm vận chuyển toàn cầu. Khi khai trương, sân bay quốc tế Long Thành của Việt Nam sẽ nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40 km. Sân bay mới đang được xây dựng để giảm bớt áp lực cho sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh và sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội. Cả hai sân bay này đều gần hoặc hết công suất. Ban quản lý sân bay Long Thành cho biết các nhà thầu đã huy động gần 5.000 cán bộ kỹ sư, công nhân cùng với hàng nghìn trang thiết bị, máy móc để thi công các gói thầu của dự án xuyên lễ Tết. Trên công trường, các công nhân, kỹ sư vẫn duy trì làm việc 3K4 kíp, gian trải đều ở nhiều hạng mục như nhà ga hành khách, đường giao thông kết nối, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay. Trong đó, tại công trường thi công đường giao thông kết nối T1, T2, các kỹ sư công nhân đang tập trung thi công các trụ cầu sản xuất đầm Super T, cấp phối đá dầm và làm hầm chui dân sinh. Tại hạng mục này, các nhà thầu huy động 630 nhân sự, 196 máy móc làm việc xuyên lễ. Theo Design Air, giai đoạn xây dựng đầu tiên tiêu tốn 7 tỷ đô la và phần này của sân bay dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2025. Nhà ga đầu tiên có thể chứa tới 25 triệu hành khách mỗi năm.
3 nhà ga nữa cũng sẽ được xây dựng, nâng số lượng hành khách hàng năm tăng lên 100 triệu. Được thiết kế bởi Harim Architects and Planner, sân bay sẽ có cửa sổ kính lớn cũng như nhiều không gian mở đón nhiều ánh sáng. Bên ngoài tòa nhà có thiết kế hoang dã giống như một bông hoa sen, với chủ đề tiếp tục bên trong là các hồ sen lớn và cây cọ. Dự án thành phần 2, các công trình quản lý bay, đại diện ban quản lý dự án Long Thành cho biết đã huy động 150 công nhân, kỹ sư làm việc trên công trường. Tiến độ dự án đang đảm bảo, một số hạng mục vượt tiến độ so với kế hoạch. Các hạng mục như tháp kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, trạm radar đều đã thành hình. Trong đó một số hạng mục sắp hoàn thiện phần thô. Tại công trình đài kiểm soát không lưu, đơn vị thi công đã hoàn thành phần thô bê tông cốt thép đến dầm sàn tầng 10m. Đến nay, cao độ của tháp kiểm soát không lưu đã đạt cao trình khoảng 70m. Tiến độ đang vượt 30 ngày để bù vào mùa mưa sắp tới. Dự kiến đến tháng 11, phần bê tông cốt thép tháp không lưu đạt độ cao gần 108m. Và đến 30 tháng 6 năm 2025 sẽ hoàn thành tháp. ACV cho biết, trên cơ sở tiến độ thi công chi tiết của các gói thầu chính, ACV đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn thiết kế giả soát tiến độ, từ đó lập tiến độ thi công của các gói thầu trên đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai của các gói thầu chính đang thi công để tránh tối đa các xung đột, giao cắt, đảm bảo khớp nối tiến độ với các công trình chính, tạo sự đồng bộ giữa các hạng mục về mặt kỹ thuật cũng như tiến độ tổng thể của dự án. Đặc biệt, ACV phối hợp với các đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công áp dụng công nghệ BIM trong quá trình triển khai thiết kế thi công và trong quá trình quản lý dự án để có các phương án lường trước các điểm giao cắt giữa các gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ giữa các hạng mục kỹ thuật cũng như tiến độ tổng thể của dự án. BIM, Building Information Modeling, là mô hình tiên tiến giúp tạo, lập và sử dụng thông tin hiệu quả xuyên suốt dự án từ giai đoạn thiết kế thi công đến vận hành công trình. Theo đó, các nhà tư vấn thiết kế cũng như các nhà thầu xây dựng sử dụng các phần mềm BIM để tạo nên một mô hình của công trình trên máy vi tính. Mô hình này sẽ giống hệt như công trình thực tế ở ngoài công trường, được sử dụng để thể hiện toàn bộ vòng đời của một công trình xây dựng từ khâu thiết kế, thi công cho đến khâu vận hành. Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh, an toàn, lực lượng chức năng đang triển khai ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt để kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào dự án. Cụ thể, hệ thống camera, giám sát, ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt và quét mã QR thích hợp để kiểm soát người ra vào khu vực xây dựng sân bay. Việc trang bị công nghệ AI giúp nâng cao năng lực quản lý an ninh trật tự, điều phối giao thông tại đại dự án lớn nhất Việt Nam. Ban quản lý dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành cho biết, mã QR này được tích hợp trên thẻ an ninh của ban quản lý dự án cấp cho tất cả người và phương tiện ra vào sân bay. Chỉ cần quét mã QR một lần thì những lần sau khi người và phương tiện ra vào cổng, máy sẽ tự động quét, đồng thời truyền dữ liệu hình ảnh, số lượt ra vào cũng như thời gian ra vào cổng của mỗi người và phương tiện. Cơ hội phát triển vùng Đông Nam Bộ. Một cảng hàng không có quy mô lớn như Long Thành, ngoài việc chắp cánh cho sự phát triển của ngành hàng không, còn đem lại những lợi ích tích cực tới sự phát triển kinh tế xã hội của vùng và của cả quốc gia nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Theo đó, sân bay Long Thành sẽ gia tăng lợi thế thu hút đầu tư FDI, đồng thời thúc đẩy du lịch vùng và trở thành cửa ngõ đưa khách du lịch quốc tế tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra quốc tế. Luồng khách du lịch sẽ đem tới nguồn thu đáng kể cho các hoạt động thương mại, dịch vụ đi kèm, đồng thời nâng tầm ảnh hưởng của Việt Nam tới khu vực và quốc tế. Mặt khác, dự án đi vào hoạt động cũng tiết kiệm chi phí xã hội, chi phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua đường hàng không. Trên thực tế, các sân bay quốc tế lớn trên thế giới đều được quy hoạch theo hướng tạo hệ sinh thái đồng bộ. Hiện nay, xung quanh sân bay Incheon, Hàn Quốc tập trung rất nhiều doanh nghiệp, logistics và kho bãi, như khu vực thương mại tự do Incheon FEZ cách sân bay 20 km đang rất phát triển. Tương tự, sân bay quốc tế Long Thành với diện tích hơn 5.000 ha cũng được quy hoạch dựa theo mô hình này. Trong đó, vùng 1 có bán kính 5-10 km được quy hoạch thành khu chức năng hỗ trợ, các kho trung chuyển, dịch vụ logistics. Lợi thế kinh tế đến từ sân bay sẽ được tận dụng tối đa bởi huyện Long Thành đang có 5 khu công nghiệp. Ngoài ra còn có hàng chục khu công nghiệp giáp danh ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Dương. Về đường kết nối cho cảng hàng không quốc tế Long Thành,
Theo quy hoạch sẽ có 3 tuyến đường bộ và 2 tuyến đường sắt nhẹ, bao gồm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Bến Lức Long Thành, Phan Thiết Dầu Dây. Vì vậy, việc mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành là một trong yếu tố quan trọng để cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác hoạt động hiệu quả. Những tuyến đường này khi hình thành cùng với cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho vùng kết nối, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy cơ cấu kinh tế mới thiên về sản xuất dịch vụ, tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho vùng Đông Nam Bộ và cả nền kinh tế. Có thể tự tin rằng cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ mở ra không gian phát triển mới cho vùng, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy cơ cấu kinh tế mới chuyên về sản xuất dịch vụ, tạo ra năng lực cạnh tranh mới, tạo ra năng lực cho cả vùng Đông Nam Bộ và các khu vực lân cận.